Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Quang Minh, mình làm tại đại lý Hyundai Tây Nam. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý khách hàng một mẫu xe chuyên dùng tải cẩu. Đó. Có tải trọng là 1 tấn rưỡi ha. Đó. Và tổng tải là dưới 5 tấn, 4 tấn 995, phù hợp cho quý khách hàng có thể vào được đường cấm tải 5 tấn. Thì sau lưng mình đây là một mẫu xe Hyundai New Mighty N250SL, đóng cẩu unit 2.3 đó, 2 tấn 3 khúc và chiều dài lọt lòng thùng là 3m6 ha. Thì chi tiết xe như thế nào thì mình sẽ giới thiệu chi tiết, mời quý khách hàng theo dõi clip của mình ha, đến cuối clip luôn. Nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Mình sẽ giới thiệu xung quanh xe ha. Thì cái dòng Hyundai Mighty N250SL này thì bên mình đã giới thiệu nhiều lần rồi. Quý khách nào mà có muốn tham khảo bên trong nội thất và chi tiết về xe thì xem các clip của mình giới thiệu ha. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cái phần cẩu thôi. Thì cái mẫu cẩu này là bên mình đặt đóng ra mới nhất hiện nay ở Hyundai N250SL lắp cẩu unit 2 tấn 3 khúc ha. Đó, mình quay một vòng sơ cho mọi người xem. Đối với Hyundai N250SL thì mình xin giới thiệu sơ qua luôn. Thì Hyundai N250SL sử dụng động cơ là D4CB 2.5 lít kết hợp với đó là hộp số Daimos 6 cấp ha, 6 tiếng một lùi, xe có máy lạnh theo xe, cabin vuông. Xe thì trang bị ghế da, đầu hát radio FM, có cổng kết nối USB ha. Về lớp xe thì lớp phía trước sử dụng là lớp không gột 650/16 và lớp phía sau là lớp 550/13 lớp đôi không gột luôn ha. Phía trước thì sử dụng nhíp lá và hệ thống thanh dằn, phía sau thì sử dụng là nhíp lá và cuộc giảm chấn ha, có cân bằng lực phanh theo tải trọng luôn. Thì mình xin giới thiệu qua về cẩu ha. Thì cẩu lắp trên chiếc xe Hyundai N250SL thì là loại cẩu unit nhập khẩu Thái Lan theo tiêu chuẩn của Nhật Bản ha. Cẩu unit tiêu chuẩn của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Thái Lan. Màu cẩu, màu sơn trên cẩu rất là chất lượng ha, do cẩu này được sơn tĩnh điện. Thì cẩu này có tải trọng cẩu tối đa là 2 tấn 3 tại 1m7 ha. Đó. Và tầm với tối đa là 6m3 ha, và có tải trọng cẩu là 530 kg, 3 khúc. Cẩu unit rất là đẹp nha. Đây là hệ thống điều khiển cẩu nè. Thì mình sẽ điều khiển được hai bên và có đồng hồ báo nhớt thị lực. Bình nhớt thị lực sử dụng là nhớt 10 ha, có dung tích là 50 lít đây. Lắp trên thân cẩu luôn. Đây, chân xe này được trang bị cho mình hai chân tú ha, người ta thường thường gọi là chân rùa đó, để đỡ cái bệ cẩu. Ở đây sẽ có một cái tay khóa. Tay khóa nè. Tay khóa an toàn ha. Khi mà mình di chuyển thì nó không bị xuất ra. Và thêm bên đây thì sẽ có một cái tay nữa, đó, mình bóp ra. Mình kéo ra mới được nha. Thì theo mình chỉnh ha. Mình có thể điều chỉnh theo của mình, bóp kéo ra. Thì đối với xe chuyên dùng lắp cẩu thì
khi mà chỗ cái cẩu thì sẽ gia cường chassis thêm đó, một lớp thép gia cường trên dưới, thép dày 4 ly nha, đó, gia cường để tăng độ cứng cho chassis, để khi mà mình lắp cẩu lên thì chassis nó không bị lâu ngày nó không bị cong ha, và mình cẩu mình chở đồ thì nó không bị ấy. Về đà, đà là đà dọc, là người ta gọi là chassis phụ đó, thì đà dọc có dày là 4 ly ha. Đây cẩu nè, sơn tĩnh điện rất là đẹp nha. Đây ti chống thủy lực cẩu ha, trang bị cho mình một cái lọc nhớt của Unix luôn nè, lọc nhớt. Hệ thống bơm nhớt thủy lực thì được gắn vào hộp số phụ ha, bộ chích công suất. Đồng bộ từ Unix hết nha. Một lát nữa mình sẽ vận hành cẩu cho quý khách hàng xem ha. Về thùng thì thùng khách hàng đặt đóng là thùng bửng nhôm. Thùng bửng nhôm tay khóa nè. Khóa tôm nha. Khóa tôm. Màu thùng thì được sơn cùng với màu của chiếc xe cẩu luôn ha. Sàn là dày 2,5 ly nha, bửng nhôm đúc nguyên khối. Bản lề là bản lề nhôm đúc, nhôm hợp kim. Rất là đẹp luôn. Trụ thùng này mình có thể tháo rời được luôn nha. Đây mình mở cái bẩn thùng nha. Khóa tôm. Đây, đà bộ đà là đà U100, dày 4 ly. Sàn thùng sàn khách đặt là sàn phẳng nha. Và đây là phía trước nè, dập lá me. Dày cũng là 2,5 ly luôn. Các trụ thùng thì dày 4 ly. Rất là chắc chắn, xe cẩu mà, mình chở hàng nặng không. Trụ sau thì mình có thể tháo rời được luôn nha. Hai trụ sau mình có thể tháo rời được. Thì tải trọng xe này chở được như mình đã nói hồi lúc nãy là mình có thể chở được là 1,35 tấn đó. Thì khoảng 1,5 tấn đó. Chiều dài lọt lòng thùng là 3,6 m và bề ngang là khoảng 1,7 m, chiều cao bửng thùng là khoảng 4,3 tấc ha, rất là đẹp. Đây phía bên trong đây là cái gài cốc bơm nhớt ha. Thì khi mình gài thì mình sẽ đạp amida mình mới gài được nha, không đạp amida gài là hư bánh răng. Rồi mình sẽ vận hành cẩu cho quý khách hàng xem ha. Rồi trước tiên mình sẽ lên xe đề máy nha. Rồi mình sẽ gài cái cốc ben, cốc bơm nhất đó. Rồi mình sẽ kéo cái chân cú này ra. Đó, rất là chắc chắn.
thì chân cú này giúp cho xe mình ổn định hơn khi cẩu, tránh lật ha và chịu tải tốt hơn. Đó. Cẩu này có thể quay một góc là 360 độ luôn, quay vòng tròn được luôn. Điều khiển rất là dễ dàng ha, trên đây thì sẽ có hướng dẫn và bảng thông số kỹ thuật cho mình hết. Đó. Thì cần này có thể vươn tới khoảng 6 mét, 6 mét 3 ha, 3 khúc và chịu tải lớn nhất là 2 tấn 3. Thì cẩu này có thể bật cao một góc là 76 độ nha. Thì xe này mình có thể chỉnh ga lớn nhỏ được luôn nha. Thì theo quý khách hàng có thể điều chỉnh theo mong muốn của mình. Thì ai sử dụng cẩu nhiều chuyên nghiệp thì mình sẽ biết gần hơn. Mình thì tư vấn bán hàng thôi, mình chỉ sử dụng một cái cơ bản thôi, không được tốt ha. Đó. Cái móc cẩu mình khi mà mình gạch dây thì nó sẽ thích như vậy. Đó. Xe thì được bảo hành 3 năm 100.000 km và cẩu thì có thể hòa thùng. Cẩu hòa thùng thì có thể bảo hành mình 1 năm ha. Đó. Bên hình bảo hành tại Hyundai Tây Nam. Thì quý khách có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình. Mình sẽ tư vấn xe và đóng thùng cẩu theo yêu cầu của khách hàng. Thì ngoài cẩu ra thì bên mình có xe ben, xe đông lạnh, các xe chuyên dùng của Hyundai khác. Quý khách có thể tham khảo dưới website của mình. Mình có để cái đường link website dưới kênh ha. Cảm ơn mà quý khách hàng đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.